đang đi đào cây thì tự nhiên lại nạc vào nhà cái ông tướng nào đây, rất là nhiều cây. Đây, không biết là ông này ông ấy là làm về cái môn gì mà nắm cây đẹp thế này. À, bắt tay cái nào. Đấy, mọi người thấy không? Xem cái chỗ thủ phủ của những cái cây gọi là từ bên Nhật về đây. Sao lại cắt hết ngọn này đi này? Cái này có dâm được không? Cái cốc này. Ui, chỗ này nhiều cây đẹp quá. Hàng này vừa mới làm xong đúng không? Vừa làm xong anh. Chỗ này là rất nhiều những cây mà mình cực kỳ thích, những cái dòng lá kim như này các bạn. Các bác xem này. Đấy, cô em này rất là khéo tay nhá. Làm này, bông tán các thứ này, nũa này. Ui ôi, này số những cây mini đẹp quá này. Ôi trời ơi. Đấy, những cây này trước đây chỉ nhìn trên màn ảnh tivi thôi, nhưng mà bây giờ thực tế ở Việt Nam có rất là nhiều luôn. Đấy, thợ của Việt Nam này làm cực kỳ đỉnh luôn. Nghệ nhân chứ không phải là thợ nữa. Đấy, các bác nhìn thấy cây này. Đấy trời. Em Hòa Duy này thì là cũng chuyên về các cái dòng cây lá kim các bác ạ. Đấy, từ tùng này. Đấy, tùng rồi đến những cái dòng của Đài Loan, dòng của Nhật. Đấy, toàn những cái cây mà nó hướng loại hướng là bonsai quốc tế. Đây, dòng này. Các bác nhìn thấy không? Úi xời, lũa này. Đây nè, giới thiệu với mọi người, cây này là vẫn đang khỏe nhá, không phải khô hẳn đâu. Lá của lá xanh kìa. Ây xời ơi. Toàn cây mà trước đây chỉ nhìn trên màn hình thôi, bây giờ thì ở Việt Nam mình bắt đầu có những tác phẩm như này rồi. Ủa, con này nũa này. Ai sợ. Nhìn anh bên đây. Nhìn cái này cảm giác như kiểu như cây giả ấy nhỉ. Này vỏ nó đâu mà nó vẫn sống được nhỉ? Chắc là con mạch bên kia. Mày bên nào? Bên kia. À, ở đây còn bên này. Những cái mặt chính mặt bên này gần nó đẹp hơn nhỉ. Ủa đây con mini này đẹp quá này. Xinh không? Con này mà để bàn thì đỉnh luôn các bác. Đẹp quá. Đấy, hôm nay thì đi đào cây nha. Thế nào lại lạc vào cái khu của cái ông Hòa Duy này. Nhiều cây quá. Bên kia có không? Khu bên kia có. Em ơi, đi mua cá nhá. Mua cá làm gì? Để nướng. Có củi không? Củi đầy đây. Hay là mang cây này nướng à? Cá nướng trên cá nướng trên thân gỗ lũa này cũng ngon đấy chứ nhỉ. Thơm phức luôn anh. Để mua cá nhá. Tùy chú. Đấy, anh em thấy không? Hôm nay đến đây lại còn được ăn cá lướng ấy. Ôi giời ơi, hôm nay nhiều cây đẹp quá. À, chỗ này nó phải đến nghìn cây không? Cả phôi chưa làm ấy. Cái to thì vào gần 200 cây nhé. Gần 200 cây á? Còn cả nhỏ cả to rất là khoảng. Con này hình như là làm đầu tiên này. Đúng không? Thế nó đang hồi cây. Đúng không? Anh nhìn thấy con này hình như là làm đầu tiên này. Đấy, con này đầu tiên này anh. Đâu? Con này. Con này á? Ừ. Sao con này nó không hồi bằng con kia nhỉ? Con này à, nó giống khác chứ đúng không? Nó là Pisu anh. Giống khác. Làm lô này giờ cái lô sùng đạp dẹo kia giờ bỏ hỏng hết rồi. Hỏng hết. Mình phải hóa trang ngụy trang cho nó anh hả? Ngụy trang. À đây, còn có cả thông này. Đấy, thông nhỏ luôn nhá. Những dòng thông này là thông đen. Đấy, thông đen nhưng mà trồng bên Trung Quốc và mang về Việt Nam. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, vẫn là cái dòng thông đen thôi nhưng mà trồng ở bên Trung Quốc. Cậu, những cái chậu bé bé xinh xinh này. Bé xinh, rất đẹp luôn. Đấy. Hôm nay thì qua khu vực này,
Các bác đi đến cái khu vực này, các bác để ý ở bên tay phải đường đấy, khu này rất nhiều cây của em Hòa Duy nhá. Mình là không review đâu, nhưng mà lên đây chơi đi qua thì chơi thì gặp vào quay cho các bác xem thôi. Mình không đi review nhá, không đi quảng cáo bất cứ cho nhà vườn nào cả. Thì gọi là quay lên để chia sẻ với anh em một cái khu mà có nhiều dòng lá kim, chứ không quảng cáo mà không lăng xê cho bất cứ ai nhá. Đấy. Không để mọi người để bảo là dạo này đi làm review. Mình không làm review nha các bác nhá. Đây chỉ là anh em chia sẻ cái vị trí, cái địa điểm để anh em có thể tới thăm thôi. Đấy, tới tham quan. Bởi vì em Hòa Duy này cũng thì cũng là rất chân tình. Đấy, như một cái em này. Đấy, trước đây thì mình nghĩ là chỉ ở trên TV mới có thôi. Bây giờ thực tế luôn, được sờ hẳn luôn. Đấy. Nhưng mà đúng là không phải là một cây, một thể loại cây, mà nó có rất nhiều loại cây, tầm trung cũng có, tầm bé cũng có, và tầm to cũng có. Tầm đấy, tầm này 3 người khiêng, 4 người khiêng cũng có. Nhưng mà không hiểu sao mà cái cây này gần như bóc hết nó vẫn sống được nhỉ. Ồ, đây à. Đấy. Mọi người nhìn này. Đây. Đang rất khỏe luôn. Đây cái này lúc em bảo là làm từ đầu. Làm từ đầu. Nghĩa là cái lô này là làm từ đầu tiên. Toàn cây gọi là quá đỉnh luôn. Đây là một trong những cái cây to này. Chỗ này có một cây này, hai cây này. Đấy, ba cây to. Anh ơi, sang vườn kia xem nào. À, em ý còn có một cái khu bên này. Mình sẽ đi qua cái khu đấy để xem là có những cây nó như thế nào nhá. Đây, đi qua đây có một cái ao này. Ô sao với ông Hòa nó không bắt cái cá ao này nhỉ? Ao này chắc có cá, trước có cá ấy đúng không? Khu này là cũng có rất nhiều cây. Con này cũng đẹp ấy. Để cần quá nhỉ. Con này chưa cắt nhỉ. Đấy con cũng đẹp ấy. Năm ngoái. Đây, những cái dòng này. Lá này. Con này giống cái con của em lấy đấy nhỉ. Bọn này nó cũng khỏe cây ấy. Cũng khỏe cây. Đội này, mấy cái này nhiều cây quá, chưa làm hết. Nói chung là quá nhiều cây. Đây, các bác xem này. Quá nhiều cây. Thì ở đây thì đây, cây này rất đẹp. Việt đây. Mềm mại. Rất mềm mại luôn. À đây, bây giờ em sẽ đi quay một vòng cho các bác xem một vòng nhá. À, đợt này em Hòa Duy cũng bận nên là cái cỏ nó hơi bị nhiều. Thế nhưng mà quan trọng nhất là cái các cái cây nó có nhiều những cái cây, những cái cốt đẹp. Đấy. Thì một trong những cái dòng mà để chơi làm bonsai mà người Nhật và Trung Quốc cũng hay chơi đó là cái dòng lá kim. Thì ở Việt mình thì có thông và tùng cối ấy, tùng gọi là duyên tùng ấy. Đấy, thì ở bên nước ngoài thì nó có rất là nhiều những cái dòng tên nó hơi Nhật. Đấy, cây này cũng là cái thông Việt. Ok, mình sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo nha.